Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú. Theo đó, thay vì được lưu trữ bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, thông tin cư trú của người dân sẽ được quản lý trên môi trường điện tử. Vậy khi bỏ sổ hộ khẩu, người dân có cần đăng ký thường trú, tạm trú hay không? Để giải đáp những thắc mắc này, phóng viên Phố Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Chiến, giám đốc công ty luật Nguyễn Chiến. Thưa luật sư, là từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì toàn bộ sổ hộ khẩu giấy được bỏ. Vậy trong những trường hợp này thì người dân có cần thiết phải đăng ký thường trú và tạm trú hay không ạ? Cái việc mà bỏ hộ sổ khẩu là nhà nước sẽ quản lý cái hộ khẩu cũng như cái thông tin về dân cư theo một cái hình thức điện tử. Chứ không có nghĩa rằng khi mà bỏ sổ hộ khẩu là người dân sẽ không phải khai báo về vấn đề hộ khẩu tạm trú, tạm vắng. Nếu như mà đăng ký thường trú đấy thì phải trực tiếp ở tại cơ quan công an xã phường hoặc là cơ quan công an huyện nơi mà không có đơn vị hành chính là cấp xã. Pháp luật cũng có quy định là người dân có thể đăng ký theo cái hình thức online ở cái cổng dịch vụ công quản lý về dân cư. Vậy thưa luật sư, là khi mà bỏ sổ hộ khẩu thì người dân có thể lấy những loại giấy tờ gì để chứng minh nơi thường trú và tạm trú ạ? Thì căn cứ vào Nghị định 104 năm 2022 của Chính phủ đấy, thì người dân là không cần nộp xuất trình sổ hộ khẩu hoặc là cái giấy sổ tạm trú mà cần phải có cái khai thác cái thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Và cái trách nhiệm này ấy, thì thuộc về các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền của nhà nước. Trong trường hợp vì lý do nào đó mà không khai thác được cái thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia đấy, người dân sẽ cần phải xuất trình các cái loại giấy tờ sau đây. Một là căn cước công dân, hai là chứng minh thư nhân dân, và ba là thông báo về cái số định danh cá nhân và cái thông tin công dân trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và cái thứ tư là giấy xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh nơi cư trú của công dân. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức thực hiện Nghị định số 10/2023 của Chính phủ. Đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở như khách sạn, căn hộ du lịch, condotel, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, officetel, thương mại dịch vụ, thì cấp sổ đỏ theo Nghị định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/ND-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/ND-CP. Sáng nay, ngày 17 tháng 5 năm 2023, tập đoàn Vingroup công ty CP, mã chứng khoán VIC đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo báo cáo đưa ra tại đại hội, kết thúc năm tài chính năm 2022, doanh thu thuần của Vingroup đạt 101.794 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12.756 tỷ đồng. Sau khi loại đi các khoản chi phí tài chính đến từ việc trích lập dự phòng lỗ tỷ giá, chi phí liên quan đến quyết định dừng sản xuất xe xăng, lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt 5.278 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Đặc biệt trong năm 2022, Vingroup đã huy động gần 1,1 tỷ đô la Mỹ từ thị trường vốn quốc tế, thể hiện uy tín của tập đoàn trên toàn cầu. Bước sang năm 2023, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dự báo chưa thể có nhiều khởi sắc, Vingroup sẽ tập trung nắm bắt những cơ hội mới ngay trong thách thức, hiện thực hóa các mục tiêu để từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 160 cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoạt động, yêu cầu dừng hoạt động do vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Trong danh sách này, ngoài các cơ sở karaoke, kho xưởng sản xuất, cũng có nhiều công trình nhà cao tầng, chung cư, văn phòng. Đơn cử là trên địa bàn phường Hoàng Liệt, có thể kể đến như khu vực showroom và xưởng sửa chữa ô tô thuộc công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Chi, nhánh ô tô Giải Phóng số 09 đường Ngọc Hồi, siêu thị điện máy xanh thuộc chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động tại số 1283 đường Giải Phóng, công trình nhà văn phòng của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm. Đáng chú ý, nhiều cơ sở bị cơ quan chức năng đình chỉ nhưng chủ đầu tư vẫn phớt lờ, đưa công trình vào sử dụng hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với các đơn vị liên quan về 47 dự án trên địa bàn với 8.159 căn hộ chưa cấp giấy chứng nhận không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, sở sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Cục Thuế thành phố, Chi cục thuế các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, doanh nghiệp dự án để đôn đốc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính, ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính và văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của các cơ quan thuế. Đơn vị này cũng phấn đấu đến hết quý 3 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho số căn hộ còn tồn đọng tại các dự án có công trình xây dựng, sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại dịch vụ. Mặc dù quy định quy chế đánh số gắn biển số nhà đã được đưa vào sử dụng 9 năm, nhưng đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại một số tuyến phố số nhà vẫn còn rất lộn xộn, không theo quy tắc, gây khó khăn và bức xúc cho người dân. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số con phố như Hoàng Cầu Mới, Yên Lãng, Lê Văn Lương, số nhà được đánh không theo thứ tự hay quy định nào. Thậm chí có những hộ dân để thuận lợi cho việc kinh doanh, họ đã phải tự đặt số nhà, hay tình trạng một số nhà dán chồng chéo từ 2 đến 4 số nhà. Điều này không chỉ làm mất đi tính quy chuẩn, mỹ quan của đường phố đô thị hiện đại, mà còn gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho người dân và cả những cơ quan quản lý. Sinh sống, kinh doanh hơn 50 năm trên con phố Hoàng Cầu. Thế nhưng, đến thời điểm này, chị Vân vẫn không biết nhà mình là số bao nhiêu. Chị cho biết, để thuận lợi cho việc kinh doanh hay tìm số nhà trên con phố này, người dân tại đây đã phải tự đặt số nhà cho mình. Điều đáng nói là các số nhà chẳng theo một thứ tự hay quy định nào. Còn những cái nhà mà có số thì thường là người ta tự đánh số. Thì ai tìm được thì tìm, mà chả tìm được thì thôi. Mà nhà mình ở đây là thường xuyên là để chỉ nhà. Tức là rất là nhiều người đến để hỏi. Và mình cũng không thể chỉ được. Mình không biết địa chỉ để mà hỏi. Cái số nhà nếu mà đánh mà để mà nhà nước mình đánh ý, thì nó là chính xác đấy chứ. Nhà bạn nó có 3-4 đứa con. Cho thì bây giờ nó lại không đánh A, đánh B, nó thích số nào nó đánh số ý. Những nhà chức trách ý. Lại phải vào cuộc thôi để cho nó có thứ tự, đúng không? Tại phố Hoàng Cầu hướng Hào Nam Láng, bắt đầu với quy tắc bên phải số chẵn, bên trái số lẻ. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện số nhà lẫn lộn, chẵn lẻ xen kẽ, có nhà gắn hai số như thế này. Hay trên con phố Yên Lãng, tình trạng loạn số nhà cũng xảy ra khi hai ngôi nhà sát nhau, nhưng một nơi có địa chỉ 117 Yên Lãng, còn căn kia lại là 20 Yên Lãng. Tình trạng số nhà loạn xạ, trùng lập, nhảy số, số mới đè số cũ lộn xộn như đánh đố người tìm đường, khiến nhiều người không biết đâu mới là chính chủ. Số này là đấy, tô lên số mới, nhiều người đến rất hay bị lầm. Riêng quán này đã là 10 số rồi. Năm 2014, Hà Nội đã ban hành quyết định số 04 quy định cụ thể về quy chế đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Theo chuyên gia quy hoạch, để xảy ra hiệu quả loạn số nhà như hiện nay, thể hiện đơn vị quản trị đô thị đang có vấn đề và bộc lộ sự yếu kém. Nên là từ cấp quản trị thành phố cho đến cấp cơ sở địa phương không có kiến thức, thì cái người soạn thảo văn bản ấy cũng có tình trạng tương tự, tức là những văn bản ấy cũng là những giải pháp nửa vời, thiếu những cái kỹ thuật quản trị. Theo chuyên gia quy hoạch, để quản trị đô thị tốt cần có những yếu tố về năng lực của các cán bộ thực thi, đòi hỏi quy trình, kỹ thuật, quy luật toán học cao. Do đó, thành phố phải có lộ trình kỹ thuật thực hiện. Song song với đó là đánh giá và cả hệ thống hành chính đi kèm với việc đánh số nhà, chứ không đơn thuần chỉ là in và dán số nhà như hiện nay. Đến đây, bản tin phố bất động sản ngày hôm nay xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.